Ê Đình rửa chén ha, phụ ngoại ha, giỏi quá. Giống cà phê như ta thì ông ngoại quá à. Giỏi quá à. Trà kỹ không nha? Được chưa? Dính áo hết rồi, con đừng có đụng vô áo. Con để ra như vậy nè. Để dang tay ra như vậy đó. Tay kìm cái tay cà này kìm cho cứng đó. Để nó rớt cái to phải không? Rồi. Rồi, má mi nghĩ như đó đủ rồi đó. Giờ bỏ xuống bên này. Bỏ xuống bên này. Bên nào cái này rửa rồi nè. Con sang cái áo lên chút xíu nữa đi. Ừ, đó gì đó. Rồi. Ông ngoại kéo xuống giùm. Bên này. Rồi. Rồi đó, xong rồi, trà cái ly, trà cái tách. Đừng có bỏ nó vô áo con ướt. Đừng có để ướt áo. Cầm cái này nè, cầm cái chậm này nè. Đó, rồi, trà ở bên trong. Rồi. Giỏi quá. Ở bên ngoài nữa. Rồi. Rồi xong bỏ qua. Này giờ thôi con rinse cái này đi. Con rửa bên này đi ha, để chút đó mũ đi cho ông ngoại rửa ha. Đó, bây giờ con rửa cái này đi. Ông ngoại dạy cho con rửa chén bên này nè nha. Rồi, con bỏ xong. Đem qua đây. Để cái xà bông vô đây. Để trong đó rồi. Đây, rửa tay trước đi. Rồi đó, vô rửa tay. Rồi, cầm cái ly tách lên nè. Rồi cầm cái tửa vô, lấy cái tay xoay xoay. Rồi, đó. Chết rồi, cái tiền đó. Giỏi quá, rồi đổ ra, đổ nước ra. Ờ, rồi làm thêm lần nữa. Đổ vô nước cho nó xoay, cho nó rửa. Do one more time. One more time, mà. Rồi hứng nước vô. Rồi xong, ốp lên trên sóng kén. Rồi đổ ra, đổ nước ra. Đổ nước ra đây, rồi ốp lên trên sóng kén. Ốp đây. Ốp xuống như nè, cho nước nó ra. Rồi cái chén cũng vậy, cầm lên. Xoay xoay nghe cho nước nó ấy, rồi đổ nước đổ ra. Đổ ra, đổ nước ra. Rồi mình đưa cái đít nè, đưa cái đít này ra nè.